hôm nay để đến chơi channel. Tên là mình tên là bé sữa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ đồ chơi, đó là có ba đàn tinh cái chị hai. Con này con chị hai, con út dạ, con chị hai luôn. Bây giờ mình sẽ cám vác con nhỏ này trước nhé. Đây đàn tiên cát có thể có đèn được luôn, bơi cho rồi cho sáng đấy, mình để vô nước rồi nó bơi được. Có đèn sáng thì mình sẽ để được con. Đàn tiên cát nó màu gì? Màu hồng. Đàn tiên cát này là tiên cát màu xanh. Nó màu xanh, xanh gì? Xanh da trời. Xanh da trời. Còn cái tóc của cổ màu xanh dương. Rồi, nào tiếng cá tiếp theo là màu gì nè? Màu xanh lọc chuối. Màu xanh lá cây, xanh lọc chuối. Màu xanh lọc chuối. Ừ, xanh lọc chuối. Đây. Tóc của nàng tiếng cá màu gì? Màu xanh da trời. Cái đường quẩy. Coi con này có đèn không nhỉ? Đó. Ồ, có đèn luôn hả? Cái đèn nó nằm ở đâu hả? Ở chỗ này nè. Sau cái quần đúng không? Sau cái đít đúng không? Không có chân. Làm tiên cá sao có chân được? Dạ. Rồi bây giờ tôi mở lần mẹ nhé. Mình tới nàng tiên cá gì? Nàng tiên cá mẹ. Nàng tiên cá mẹ. Con có miệng nó chẳng đi à, mà sẽ gỡ keo ra. Gỡ nhẹ nhẹ có chân trời nàng tiên cá. Kéo hả? Wow, bên cạnh đó nè, tiên này cũng có rất là nhiều quà. Một xíu nữa đây chúng ta sẽ cùng mở những cái món quà này nha. À, đây là nàng tiên cá mẹ phải không? Mở cái lớp keo ra hả? Rồi ở trong cái lớp keo nó có cái gì kìa? Có cái gì vậy? Ôi cha. Ý cha có chừng dập tay. Rồi lấy nàng tiên cá mẹ ra đi. Rồi cho các bạn coi cái mặt của nàng tiên cá mẹ nè. Có hình tiên cá mẹ nè. Có hình nè, cái mẹ. Thôi cho các bạn coi tóc đi. Tóc của nó màu hồng. Cái đuôi của nó có sẽ quay được. Coi thấy nè tiên cá mẹ có đèn không? Bỏ bên vô nè. Chưa bỏ bên hả? Cái bên nè. Coi thử có bên chưa? Cái bên nè. Bên này sẵn rồi đó. Cái này chưa có bên. Nhưng mình để trong kia đúng không? Không, đây nè. Đúng rồi, phải bỏ nhân viên vô mới được. Đúng rồi. Rồi. Xem. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ dụng cụ gỡ pin. Và cái này. Rồi. Sau này dặn cái kia ra. Để ba dặn cho. Nè, đi đây. Đi đây, để ba. Giờ hư á. Rồi mình sẽ dẫn cái này luôn nha.
Nè lấy trục vít nó mở được. Nè lấy trục vít nó mở được. Nè chúng ta sẽ lấy trục vít. Trục vít đâu ta? Trục vít ở đây. Ba. Đây, con mẹ này á. À, để con thử mở trục vít này được không? Ba nè. Con mẹ này nó không có chân. Trời, trục vít này bự quá. Không mở được. Thôi để chút xíu nữa mình lấy trục vít mình bỏ vô. Chập nữa mới có trục vít mới bỏ vô được.